ôi giải ơi. Vừa gặp đâu anh ơi? Ở đây à? Đây nha mọi người, thì hai anh đang đi chăn trâu, đang đi đùn đồ về cái là phát hiện ra con gì nó to quá, nó nằm bò ngang ở đây này. Có vừa đây có phát hiện ra nó nằm ở chỗ nào không anh? Chăn trâu bảo là đang lấy con bò ở vùng này. Này mà không biết là nó bò đi đoạn nào này. Ở đây bao nhiêu năm rồi thấy này, chưa thấy bao giờ. Chắc nó ở trên cái vùng núi ở trên kia kìa. Vâng. Đây đang căng lấy con bò này này. Đây nha mọi người, thì chỗ này là không biết là nó bò ở đâu. Đây xem thử trong cái bụi này. Kiếm xem thử trong cái bụi nào xem nó có bò, nó bò ở đâu không. Vớ vẩn là nó chạy sang cái bụi nào đấy. Đây mọi người, thì cái đường vết của con còn đấy. Đây này, đây là cái vết này. Đây nó vừa trườn đây này, đây này. Đây này. Đây này, nó vừa trườn đây rồi này. Đây này. Này một này luôn này. Đây này. Đấy này. Đây này, quải này. Đây này. Anh nghiệm đây này, chua vào trong cái đoạn này xem. Trên đây rồi. Vào trong đoạn này thử xem thử nào. Này bây giờ là mình sẽ xem xét thử cái đoạn đường bò của nó nha mọi người. Trong ngày xưa không ai vào bao giờ. Xem thử xem liệu nó ở trong nhá. Xem xét kỹ vào. Này tấn công người dân thì chết đâu. Sợ nó vào trong khu này. To lắm anh ạ, phải bằng bắp đùi em ấy. Ủa, to đấy cơ. Vâng. Đây ở trong đây nó nhiều chốn xe nha mọi người. Em không biết loại gì. Em nhìn thấy sợ quá hai anh em. Thế là chạy luôn à? Chạy luôn. Xong rồi. Đây. Đây vớ vẩn là nó bùa vào trong những cái này rồi nhá. Đâu anh ơi. Ôi rồi bình tĩnh thôi. Ôi. Đây đầu ơi, cái đầu anh ấy. Kẻ nó. Ui giời ơi. Đây này nó giạt hết vào rìa rồi này. Ui ôi kinh thế nhỉ. Giạt đấy. Con này nó phải cuốn chết phải cuốn trâu anh nhỉ. Này. To như này luôn à. Ui giời. Đèn bóng. Trồng gớm chưa? Em này. Nghĩ là nó từ trên cái đồi xuống nhanh kìa. Đồi đây vỡ bản là nó trên cái rừng này xuống này. Cái rừng xuống đấy. Ở đây mình chăn trâu bao lâu nay thấy đâu. Này mà hôm nay là mới nhìn thấy phải không anh? Đây nha mọi người, thì bây giờ là cái con này bây giờ không biết là tính là kéo ra kiểu gì là đấy cái đây nhá. Cái phần đuôi của nó to này. Con này nó phải tầm trên 2 tạ con rồi. Này là nó to hẳn rồi đấy nhỉ. Ui giời, thành tinh nhiều rồi. Ngay mà người mở nãy nó cuốn chắc cả đi luôn. Này nó cuốn ngay. Trâu bò nhát một thôi. Mua trâu bò nhát một. Ngày xưa tôi dắt em gái ra đây thì chết. Mày ngày xưa đây mấy đôi cặp đôi nhau ở đây này, cú quẹt lên bỏ là đây này. Gì khi khổng lồ to lắm. Đây không rồi, đây con này. Không ai tin. Ê, bây giờ vòng vòng cái đầu ra xem là nó có bò được ra đoạn này không, em cẩn thận nhá, con này nó ngược lại cắn đấy nhá. Rồi, nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng thôi. Ừ, khè kìa. Hết sức nhẹ nhàng nhá. Úi. Không bị gì đâu. Ui giải ơi. Ui đập. Ui. Đáp thế nhỉ. Ơi con này ác đấy nhỉ. Ơi vô con này cắn đấy. Há cái mồm to như anh kìa. Ơi con này. Thấy không người, con này. Ấy thấy chưa? Bảo rồi. Ngày nào nó cắn đấy. Đây anh em hết sức cẩn thận nhá, mọi người không được, tuyệt đối không được làm theo bất kỳ hình thức nào trong video nhá. Đây là toàn anh em có kinh nghiệm thực hiện nên là nhanh ấy nhỉ. Phỉ. Này nhanh mà. Mấy mọi người vào tóm thử xem nào. Rồi bình tĩnh nhá. Con này bây giờ phải cho nó nhẹ nhàng ra đây thôi. Lưng thật nhẹ nhàng.
thì nó không bao giờ nó cắn. Người nào nó hiền mà. Nhẹ nhàng vuốt thôi là nhẹ nhàng là được nhá. Cái sàn thì tôi đây còn kinh. Tôi còn ghê. Nãy mình như này tôi còn sợ này. Tôi bắt đến 50 đến 100 con nhãn rồi chăn rồi nhưng mà chưa đến mức nào. Không thôi đừng đẩy nữa chứ không ơi. Gạt gạt nó ra nhấc hẳn người lên là nó không dám cắn. Mình dùng mạnh nó cắn hiểu không? Con này sợ này. Nó đẳng cấp. Cứ cứ nhẹ nhàng thôi đấy đúng rồi đấy. Cái dòng này nó lại vừa hút ve đúng rồi, không phải cái dòng chăn rắn bao giờ mình phải nhẹ nhàng thì là mình mới bắt được nó nha mọi người. Này em vừa bực mình quả đấy vào mà vụ hạ thì quên đấy nhạc. Đúng rồi đấy, nhẹ nhàng cứ nhẹ nhàng lần đấy thế thôi đó. Tập trung anh em đi, nâng người ta ra ngoài này đi rồi đấy thế. Ui. Đấy đứng nó không cắn. Nó đuổi ấy. Kệ nó vuốt, cứ vuốt thôi nhẹ nhàng đấy chứ. Cái dòng này, cái dòng chăn rắn nào nó ưa nhẹ nha mọi người. Đấy bây giờ cầm bắt phát là lên vai luôn nhá. Xong anh em tập trung từ sau là di chuyển nó ra đầu đằng kia luôn. Cái này đi anh tập trung đi. Nào. Nhẹ nhàng thôi, rồi cứ nhẹ nhàng thôi, đừng hạ nó rụt cái phát là nó gì đấy. Đấy rồi, bắt lên vai luôn. Rồi nâng lên anh ơi. Lên đi. Kệ nó nó chỉ dùng cách trườn thôi. Rồi nâng lên vai đi. Lên vai đi. Ừ. Bằng là cái chỗ mà vừa nãy nó đuổi mấy lần cho nên tí đầu thì mới đi được. Kéo nữa lên, đẩy nữa nó mạnh lên vai kia. Rồi nữa đi. Tránh bộ hạ là còn cắn đâu cắn. Ui giời. Anh em nâng hết vào vai kia thì nó không nặng. Rồi đi cẩn thận nhá, nhìn nữa kìa. Nhìn đây. To quá. Lên kia đi. Đặt nó lên vai không cầm vậy nó nặng. Thôi hạ đây đi. Nhanh nhá. Đấy, em thấy đúng đoạn này luôn này. Vừa ở đoạn này luôn anh. Ui, đây, đúng đoạn này anh ạ. Ui, dã man đấy nhỉ. Này, nó dài này. Khiếp nhỉ. Đây, bây giờ nó to đến như này là bây giờ anh em mình không có cái gì để cho nó về. À mà tí nữa cho chó nó xe cút kít kêu chở về không nhỉ. Không để được xe cút kít, không để hết được. Ui, con này to này rồi nhỉ. Không hết được anh ạ, to lắm. Đây nha mọi người, thì bây giờ là không biết là cho cái con này nó đi kiểu gì nữa này. Rất là khó cho anh em này. Nó, con này bây giờ hùng đấy. Nó hùng đấy chứ. Hùng lắm. Con này chỉ về kiếm bao. Chạy về nhà kiếm cái bao thật là to. Ra đút vào cho xe nó mới nằm yên thôi. Đã mạng rồi. Đấy, kinh khủng. Này, con này nó to mức độ như này mà này. Đây cái đầu, cái phần đuôi nha mọi người. Đây, thấy chưa? Nó cách rất là xa luôn đây này. Với bóng đấy đèn gì này. Loài này không biết bao nhiêu năm rồi. Này nó con này nó phải được mấy chục năm rồi. Thành tinh. Thế bây giờ là khó cho anh em mình nhỉ. Để em chạy về em lấy cái bao nhỉ. Ừ, có khả năng không rồi. Bây giờ là gọi người trong bắt đầu đây, ở trong đây nó rừng núi nha mọi người. Chứ mình không có cái chỗ nào để mình di chuyển được đường nó ra ấy. Ghê nhỉ. Đây nha mọi người, thì bây giờ anh em mình xin phép là khép lại video đấy nhá. Để di chuyển đến con chăn này về nhá. Chứ không để đây là mình cũng sắp trời nó cũng sắp tối rồi. Nếu không di chuyển nó ra đường xa quá thì hẹn mọi người những clip sau nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.